đặc biệt, và trong ngành giáo dục thì chưa bao giờ như vậy, chưa từng có là học sinh nghỉ dịch mất mấy tháng ở trong năm học, và cái chương trình của năm học đáng nhẽ là chương trình học sau khi nghỉ dịch là phải còn độ 15 tuần nữa thì phải dồn chương trình vào còn có 10 tuần theo cái chương trình dồn vào. Cho nên là có rất nhiều cái vấn đề mà kể cả của cái chương trình tiểu học như là mầm non khi mà trong cái thời gian nghỉ dịch đấy, các cháu mầm non lên lớp 1 đấy thì là cũng có nhiều cái chưa được cập nhật hết những cái kiến thức mà đáng nhẽ là phải học. Nhưng năm nay là sống đặc biệt là sinh không được như mọi năm. Về nhiệm vụ, những cái việc mà nhà trường đã thực hiện đó là trước tình hình dịch bệnh Covid-19 thì học sinh đã nghỉ với một thời gian khá dài để đảm bảo kiến thức cho học sinh đúng tiến độ chương trình. Nhà trường đã chỉ đạo các thầy cô giáo hướng dẫn học sinh học tập trên các hình thức học như là trên Zalo, học trực tuyến trên truyền hình dành cho học sinh các bạn cuối năm. Các thầy cô giáo đã phát huy vai trò trách nhiệm cùng với sự ủng hộ và tạo điều kiện của phụ huynh cho con được tiếp thu bài một cách tốt đẹp nhất. Chính vì vậy, chất lượng của trường đứng top đầu của thành phố. Về các khoản thu chi của nhà trường đã hướng dẫn giáo viên chủ nhiệm thực hiện đúng phê duyệt của Ủy ban nhân dân phường Vĩnh An và phòng giáo dục đào tạo. Không thu thêm các khoản nào khác. Các khoản thu chi đều được đưa vào nguồn chứng từ kế toán và báo cáo theo quy định. Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã hỗ trợ 30 triệu để thanh toán tiền vệ sinh và chuyển nước lên các lớp cho các em. Những việc còn tồn tại của năm 19-20 đó là Ủy ban nhân dân phường chưa thanh toán tiền công thợ và vật tư lắp đặt cho máy điều hòa vào trong các lớp học. Nội dung này đã được Ủy ban nhân dân phường và hội trưởng của 21 lớp, đoàn thể giáo viên nhân viên trong nhà trường vào cuối tháng 9 năm 19. Cái kết quả đạt được của nhà trường trong năm học 19-20 là nhà trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Trong năm học 20-21 thì nhà trường dự kiến những công việc để thực hiện đó là thực hiện tốt việc dạy và học. Nhà trường cần có sự phối hợp chặt chẽ của thường trực hội cha mẹ học sinh, ban đại diện cha mẹ của 21 lớp và đặc biệt là sự quan tâm ủng hộ của 811 phụ huynh học sinh. Thực hiện tốt các nền nếp cũng như các quy định của trường để đảm bảo an toàn học đường cho các em, các phụ huynh cần chú ý. Đưa và đón con đúng giờ, đúng nơi quy định. Không để con đợi bố mẹ đón quá giờ, đội mũ bảo hiểm cho con khi tham gia giao thông, quan tâm để các con có điều kiện tốt đẹp nhất trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập và rèn luyện. Còn cái khoản là đó là các cái khoản thu chi thôi. Cái phần này là tí nữa khi mà có phụ huynh của lớp thì xong là sẽ triển khai sau. Tôi đi vào cái phần tình hình của lớp 1A1. Lớp 1A1 1A4 tổng số học sinh là 41 em, trong đó có 19 em nữ và 22 em nam. Nhìn chung thì các em học sinh đều ngoan, lễ phép, chấp hành tốt nội quy của trường lớp đề ra, ý thức học tập tương đối tốt. Có một số em thì rất là tích cực, chăm chú nghe giảng, tích cực giơ tay phát biểu. Thế nhưng mà bên cạnh đấy thì cũng có một số em là rất hiếu động, chưa vào nền nếp, trong giờ học còn để giáo viên phải mất nhiều thời gian nhắc nhở và uốn nắn. Một số em viết chữ rất là đẹp, mềm mại, đúng mẫu. Còn một số em bên cạnh đấy thì có một số em mình về cái kỹ năng viết, người nói, người đọc các thứ là vẫn còn chậm. Cái này sau tôi sẽ trao đổi riêng với các phụ huynh. Một số em học sinh thì nhận thức khá, sau chữ viết chưa được đẹp và cần phải luyện thêm. Có một số em thì bố mẹ chưa quan tâm lắm đến cái việc là chuẩn bị sách vở đồ dùng cho con hoặc là kiểm tra cái bài về nhà của con hàng ngày, cho nên là vẫn còn quên, còn thiếu. Thế và có một cái số vở mà hôm trước tôi thu quản lý ở lớp, phụ huynh có một số phụ huynh có hỏi đấy. Thường là tôi thu cái vở tập viết, vở luyện viết chữ đẹp, vở bài tập tiếng Việt, vở bài tập toán. Đến giờ học cái môn này mới phát, bởi vì nếu mà cho các bạn đi cầm thì có nhiều bạn thì là làm trước, sau đến cái giờ học thì là không có bài để làm thì mình nghịch. Nhưng cuối tuần thì bây giờ tôi sẽ cố gắng đến cuối tuần là giải, hoặc là những cái bài mà các em mà chưa được ôn, tức là mọi năm cái thời khóa biểu của lớp 1 là có 4 tiết toán, nhưng năm nay là cái chương trình mới là chỉ còn có 3 tiết toán một tuần, 3 tiết
3 tiết ôn toán buổi chiều. Trước là có 4 tiết toán thì sẽ có 4 tiết ôn toán buổi chiều. Bây giờ là 3 tiết toán thì có 3 tiết ôn toán buổi chiều. Những tiếng Việt tăng lên, tiếng Việt mỗi năm là ít hơn, thì năm nay có 12 tiết tiếng Việt trên một tuần. Tức là từ thứ 2 đến thứ 6 là ngày nào cũng có một bài tiếng Việt mới. Thế nhưng mà buổi chiều thì chỉ có mỗi có 3 buổi ôn, có nghĩa là sẽ có 2 bài không được ôn vào buổi chiều. Thế những cái bài tập ở trong vở, mà cái vở bài tập kèm theo là có vở bài tập tiếng Việt, vở thực hành tiếng Việt. Như vậy học sinh sẽ không được có 2 cái bài không được ôn ở lớp, thì phụ huynh sẽ phải kèm con làm hoàn thành cái bài tập đấy ở nhà. Tôi sẽ trả vở vào những cái buổi mà cuối tuần, ví dụ thứ 5, thứ 6 có cái tiết ôn đấy, thì là sẽ trả về phụ huynh hướng dẫn con làm một cái bài đó. Như là lúc trước tôi đã đọc cái tờ của nhà trường đấy, thì là về quy định nền nếp của học tập học sinh. Học sinh đến trường phải có đủ sách vở đồ dùng học tập, mặc đồng phục đúng quy định và đi dép quay học, đi học đúng giờ. Buổi sáng là vào lớp là tính giờ từ 7:15, có nghĩa là mình phải đi trước trước từ 7:15. Buổi chiều là vào lớp vào lúc 13:45, tan học buổi sáng là 10:25, và buổi chiều tan học vào lúc 16:25. Ngày thứ tư có 5 tiết thì sẽ tan học vào lúc 11:05. Giáo viên chủ nhiệm cũng đề nghị các bậc phụ huynh quan tâm đến giờ tự học của con ở nhà, đó là hàng ngày nhớ chuẩn bị sách vở đầy đủ theo thời khóa biểu, mang cùng dụng cụ đồ dùng học tập như là phấn, bảng, hộp bút, bút chì. Bút chì thì các bậc phụ huynh nhớ gọt cho con sẵn ở nhà, để đến lúc các con hạn chế về gọt. Có nhiều bạn là cứ bút chì với cái tẩy, cái gọt bút lên rồi là tẩy những đồ dùng lên đến lớp là nghịch, thì cái đấy thì học không tập trung. Còn là có khi nhớ để cho các con tự gọt thì một ngày mất vài cái bút chì cũng gọt ngắn, rồi sau đó cứ đi bỏ đi mà lại rác ra lớp. Mỗi ngày thì cần có 3 vở ô ly, đó là môn toán, môn tiếng Việt, môn tiếng Anh. Và ngày nào các bậc phụ huynh cũng để sách vở toán, môn tiếng Việt vào trong cặp cho con. Ví dụ như cái ngày thứ tư là cũng không thời khóa biểu cũng không có môn toán, thứ sáu cũng không có môn toán, nhưng mà nó lại liên quan là có một số môn, ví dụ như là trong thời khóa biểu hôm trước tôi phát học sinh đấy là có 2 tiết tiếng Anh với người nước ngoài, nhưng bây giờ là chưa học, mới học được một buổi sau đó lại dừng và chờ là phụ huynh ký cái bản đăng ký đấy rồi mới được triển khai dạy đấy. Thì những cái tiết đấy là không học tiếng Anh thì giáo viên chủ nhiệm sẽ dạy vào thay bằng cái môn toán hoặc tiếng Việt, hoặc là cũng có khi là những cái câu bổ môn định dạy là cái tiết dạy bổ môn. Bổ môn của học sinh đấy thì các cô bận đi họp cái gì đấy thì chỉ có giáo viên chủ nhiệm lại dạy thay bằng môn chính là môn toán tiếng Việt, cho nên là ngày nào cũng cần có sách vở môn toán tiếng Việt để nếu mà có những ôn hoặc là rèn luyện cái gì đấy thì tôi cho các cháu làm cho nó cả lớp cho nó làm đồng cùng cái bài học đấy, chứ nếu không thì có bạn có sách vở được học và có những bạn không học rồi là về nhà bố mẹ cũng không hướng dẫn họ làm được những cái bài đấy. Ngày nào cũng có 3 cái quyển vở, đó là ô ly toán, ô ly tiếng Việt, ô ly tiếng Anh. Hàng tháng thì các phụ huynh đóng tiền ăn học cho con thì con vào trong độ 2 đến 3 ngày thì giáo viên chủ nhiệm còn nộp và quyết toán với nhà trường. Ví dụ như là hôm trước là tôi đã thông báo là thu cái tiền ăn, chỉ có 31 bạn ăn phát chúng phải đóng tiền ăn, nên thì đến hôm qua vẫn còn một vài bạn chưa nộp, nên là tôi cũng phải ứng tiền ra để nộp cho bên kế toán cho họ, thì mình cứ cầm tiền cầm đi không về và phải ứng ra để nộp cho họ. Từ đầu năm học đến giờ thì giáo viên chủ nhiệm đã thu của các bậc phụ huynh một số khoản tiền như sau, đó là đã thu cái tiền bộ sách vở và đồ dùng học tập của học sinh lớp 1 là 607.000, thu tiền quần áo đồng phục của học sinh đó là 180.000 một bộ, tức là 90.000 một chiếc, và nhân với số lượng ví dụ có bạn thì 3 bộ, có bạn 2 bộ đấy là đã nhân và thu tiền. Và hôm trong tuần vừa rồi thì đã thu tiền ăn của tháng 9 là có 14 bữa, tiền ăn là 25.000 một ngày, 14 bữa là 350.000, chưa có cái tiền, tức là hàng tháng học sinh ăn bán trú thì sẽ phải nộp tiền ăn bán trú và
có tiền chăm sóc phục vụ bán trú. Tiền chăm sóc phục vụ là 100.000 đồng một tháng, tiền này chưa thu của tháng 9. Còn trong năm học thì các bậc phụ huynh sẽ phải thu cho con tiền hàng tháng như sau, đó là tiền học 2 buổi 140.000 đồng một tháng, tiền học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài khối 1-2 là học 8 tiết trên một tuần là 200.000 đồng một tháng, tiền điện 10.000 đồng một tháng, tiền lao công là 10.000 đồng một tháng, tiền điện thì là năm học trước là những năm trước là 10.000 đồng một tháng, còn những 2 năm nay thì là thu theo hóa đơn, có nghĩa là nếu mà dùng điều hòa hoặc là có cái gì phát sinh nhiều là cứ theo hóa đơn để phải chia ra cho học sinh, phải thu theo hóa đơn thanh toán. Đầu năm học thì học sinh sẽ phải đóng cái tiền bảo hiểm thân thể 150.000 đồng một em, bảo hiểm y tế thì trừ một số em là con của bộ đội và công an thì các bạn ấy phải đóng tiền bảo hiểm y tế một năm là 564.000 đồng một năm. Thế nhưng mà năm nay thì tức là từ năm dương lịch 2021 thì sẽ đóng theo năm, tức là cả năm 21. Vậy thì cuối năm 20 này vẫn còn 3 tháng cuối năm, với một số em đẻ đầu năm thì sẽ phải đóng tiền bảo hiểm y tế của 3 tháng cuối năm, hoặc là một số bạn đẻ sinh tháng 11, tháng 12, nếu bạn nào sinh tháng 12 thì không phải nộp, tháng 11 thì phải nộp 1 hoặc là 2 tháng, tháng 10, 11, 1, 2 tháng nữa. Có một số tiền mà các lớp 1 ở bên cạnh là đã thu rồi, nhưng mà tôi đợi đến họp phụ huynh thì tôi triển khai với thu cụ thể, đó là cái tiền ghế nhựa của học sinh là 38.000 đồng một ghế một em, tiền sổ học bạ, tiền tuyển học bạ. Học bạ là cuối năm để giáo viên làm học bạ cho học sinh đấy, là 13.000 đồng một quyển, sổ liên lạc 5.000 đồng, sổ sức khỏe 5.000 đồng. Thế các lớp ở bên cạnh là đã thu tiền này rồi, bây giờ vì tôi đi thu giờ tiền ăn, bây giờ thì đến họp phụ huynh thì tôi cũng mất. Thế và các lớp bên kia cũng đã thu cả cái tiền bảo hiểm y tế, bảo hiểm y tế của học sinh. Chỉ có em Quế Chi, em Tạ Ngọc Diệp, em Quang Ngọc, em Minh Phương, em Minh Quân và em Cát Tử Vi, đấy là những em học sinh mà con bộ đội và công an đấy, thì không phải đóng cái tiền bảo hiểm y tế. Có hai cái, có mấy cái loại tiền thì chưa thu. Thế vì hôm trước là cái lớp 1 là bao giờ là cũng là mới tinh từ đầu, chưa có bộ phụ huynh rồi chưa có cái quỹ gì, thì cái hôm trước mà khai giảng với nhà trường này, mỗi một lớp cũng phải có ngắm hoa đại diện lớp là tặng cho nhà trường, thì hôm đấy tôi đã nhờ mẹ của bạn Thanh Trúc giúp lớp, vì là có một số phụ huynh thì có điều kiện đưa đón con thường xuyên gặp cô giáo, thì cũng có một số phụ huynh thì không được gặp thường xuyên, nên tôi nhờ mẹ bạn Trúc là giúp lớp là đã làm tác phẩm tặng nhà trường, đó là 500.000. Từ đầu năm đến giờ thì cũng chưa có một cái khoản thu gì về của cái lớp, nhưng mà cô giáo chủ nhiệm thì cũng đã phải chi một số cái khoản, cái như là cái tác phẩm tặng trường nhà trường cũng khai giảng. Rồi là mua cái bộ đầu năm học thì là mọi năm là chúng tôi dạy với máy tính sách tay, tôi phải mang máy sách tay của nhà và chiếu vào máy màn chiếu, nhưng mà năm nay thì nhà trường trang bị cho là cái bộ máy tính bàn, thế thì phải mua những cái để kết nối với tivi, với máy tính bàn ổ điện, rồi là bộ giáo dục tối nay thì là tôi cũng nhờ cái phụ huynh của lớp bên cạnh mua giúp hộ là hết 270.000. Thế rồi có một số cái thứ để phục vụ, ví dụ như là một túi ni lông đựng sách vở quần áo này, hoặc là photo cho học sinh, thì cái tiền mà chi là chúc mừng khai giảng này rồi mua các thứ này hết 838.000 đồng. Còn tiền photo các loại mà cho học sinh từ đầu năm đến giờ, mỗi năm thì photo ít hơn, nhưng năm nay là cái chương trình lớp 1 này mới và cũng là so với chương trình cũng là nặng hơn. Ví dụ như là chương trình lớp 1 năm ngoái các học sinh học đấy, thì đến độ tuần 7, tuần 8, tức là bài 25 là tuần 7, tuần 8 học sinh mới học đến những cái chữ như là chữ ngờ đơn, ngờ kẽ, hoặc chữ chờ, chữ thờ đấy. Thế nhưng mà năm nay chữ khờ, đấy, những cái âm ghép 2, 3 con chữ. Thế nhưng năm nay thì là chương trình nặng hơn, mới đến hết tuần thứ 2, sang giữa tuần thứ 3
tức là học sinh mới đi học được độ hơn chục buổi là đã học đến hờ đơn hờ két là rất là nặng. Thế thì vì là cái chương trình mới mà học sinh thì mầm non cái năm vừa rồi là vì nghỉ Covid nhiều, tôi đã dạy tiểu học là 30 năm này rồi, là 20 mấy năm dạy lớp 1 thì tôi thấy là năm nay là học sinh mẫu giáo mầm non và tiểu học là có cái chất lượng đầu vào là kém hơn so với là mỗi năm, bởi vì là các bạn ấy mấy cái tháng, đặc biệt là sang tháng kỳ 2 của học kỳ 2 ở mầm non là các bạn sẽ phải được học rất nhiều về bảng chữ cái, rồi là nhận biết mặt số, rồi là nhiều cái kiến thức của mầm non để có thể tiếp tục vào tiểu học được. Thì mấy tháng ấy học sinh nghỉ nhiều, sau đó lại đi học ở mầm non chỉ học được hơn một tháng là nghỉ hè ấy, thì cái kiến thức đấy không được học hết. Cho nên là nhiều bạn vào đầu năm học rồi vẫn chưa thuộc được bảng chữ cái, hoặc là những cái học sinh mà cái số bạn mà có thể cầm bút viết được này, hoặc là nó không biết viết được chữ cái này, cầm bút là thạo, biết cầm bút này, tô viết chữ được ấy, thì là cái số bạn thì ít, còn cái bạn mà chưa thông thạo thì rất là nhiều. Thế thế cho nên là năm nay là tôi từ ngay từ đầu năm, mỗi năm thì tôi cũng dồi ít thôi. Ví dụ như là chỉ được có thể là cuối tuần lấy photo cái tập toán thì tiếng Việt để cho các cháu làm thêm thôi, nhưng bây giờ là ngày nào cũng photo, giữa tuần và cuối tuần những cái hôm mà nghỉ nhiều thì có thể nhiều hơn, và đây là những cái tuần bình thường. Thì còn đến cái tuần mà ôn thi, ví dụ như là thi giữa kỳ hoặc thi cuối kỳ thì sẽ phải tăng cường nhiều bài tập hơn. Thì là từ đầu năm đến giờ là đã photo cho các cháu hết là 454.000. Như vậy là lớp 1 là chưa có một cái khoản quỹ gì. Cô giáo chủ nhiệm cũng đã phải ứng các loại là 1.292.000 đồng. Thế thì trong cái buổi học hôm nay thì bây giờ là sẽ đến cái phần là các bậc phụ huynh sẽ bầu ban liên lạc của phụ huynh của lớp, rồi bàn cái kế hoạch là thu chi với lớp này, rồi là ở hôm nay là họp với các hội trưởng phụ huynh của nhà trường đấy. Thì cô hiệu trưởng cũng đưa ra một cái kế hoạch nữa, đó là tổ chức Tết Trung thu cho học sinh. Thì trong cái buổi họp này các bậc phụ huynh cũng bàn luôn xem cái ý kiến là sẽ tổ chức như thế nào và kinh phí đóng góp như thế nào. Bây giờ tôi xin phép đến cái phần tiếp theo là các bậc phụ huynh sẽ bầu ban liên lạc hội phụ huynh học sinh. Thì hàng năm thì mỗi lớp là có khoảng bầu khoảng là độ 2 hoặc 3 phụ huynh trong hội phụ huynh để tiện liên lạc với cô giáo chủ nhiệm cũng như là các công việc của nhà trường. Thì hôm trước tôi có nhờ mẹ bạn Thanh Trúc là lúc để chúc mừng nhà trường khai giảng này, và hôm qua cũng nhờ mẹ bạn là giúp là tôi đi lên họp với cái hội trưởng phụ huynh toàn trường đấy. Đến vào chủ nhật thì cuối tuần là bố mẹ cho cái lịch sinh hoạt nó không giờ giấc như trong tuần, là sáng ngày ra cứ đến lớp là ngủ từ tầm 8 giờ là bắt đầu kinh ngủ đến 8-9-10 giờ mới tỉnh. Có mấy cái bạn đấy mà có hôm trước là tôi phải chụp ảnh mấy bạn rồi đấy, là rèn cái thói quen con là kể cả ngày nghỉ cũng như là ngày đi học là rèn cái thói quen, như là sáng dậy 6 giờ hay 7 giờ đấy là sớm ra chương trình mình dậy để cũng ngủ cả đến trưa, cho nên là đến lớp cái ngày thứ hai là rất nhiều bạn là hay ngủ gật như thế. Rèn thói quen đi vệ sinh đúng giờ, và tốt nhất là rèn đi ở nhà, đến lớp là trong giờ học là hạn chế đi, trừ những cái trường hợp đặc biệt cháu bị ăn phải cái vật lạ bị đi ngoài có thể mới phải cho ra, không thì là như thế là ảnh hưởng đến giờ học và không tiếp thu được bài. Với những em học sinh mà chữ viết chưa đẹp thì gia đình cần phối hợp rèn viết ở nhà cho các con cho đẹp, chú ý các cái nét cơ bản, ví dụ như là nét cong kín hay là nét tròn của chữ O đấy, rồi nét móc trên, nét móc dưới, nét móc của chữ N, M, nét quét của chữ B, chữ H đấy. Các phụ huynh đưa đón con đi học và đi về học thì đi đúng giờ, không đi sớm quá mà cũng không đi học muộn quá để lỡ bị trừ điểm, và đón con đúng giờ, nhất là cái ngày thứ tư học năm tiết thì nhiều, có một năm nay thì chưa có hiện tượng mình quên, nhưng mà các năm trước là có hiện tượng là phụ huynh quên không đón con. Cứ tưởng là con được ăn mà chú là để ở đây là phụ huynh, thậm chí đến 12 giờ cô hiệu trưởng và cô giáo chủ nhiệm để gọi liên hệ với phụ huynh học sinh. Và các bậc phụ huynh khi đưa đón con thì để đảm bảo tránh ùn tắc giao thông thì thực hiện như là hôm đầu năm là
dân tổ dân phố, dân phòng rồi là phụ nữ rồi các cái lực lượng của phường đấy là đã kết hợp để xếp rồi phụ huynh xếp xe rồi là đón con cho nó có trật tự đấy để tránh ùn tắc giao thông, cho con đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông và nhắc các con đeo khẩu trang để phòng chống dịch bệnh, nhất là cái chỗ đông người, ví dụ trong lớp này thì bây giờ không phải đeo khẩu trang, thế nhưng mà đi về là trên đường đi từ nhà đến trường thì đeo đội mũ bảo hiểm, nếu không là lỡ trường cũng bị ảnh hưởng tới lớp, bị nhắc nhở các học sinh không thực hiện tốt. Đấy là một số cái vấn đề tôi muốn trao đổi với các bậc phụ huynh một cuối buổi họp. Nếu các bậc phụ huynh có cái cần đọc lại cái biên bản phụ huynh em nghĩ không? Vâng, thế nếu các bậc phụ huynh nhất trí với các cái nội dung trong cuộc họp cũng như là các câu phản thu thì cuộc họp kết thúc ở đây. Theo ý kiến cô ơi, mỗi một buổi tối cô bỏ 1-2 phút ra, cô có thể đăng lên Zalo cái bài chương trình ngày hôm đấy học và buổi hôm sau cần phải tìm hiểu trước để cho các mẹ nắm được, tại vì nhiều khi con nó ham chơi, nó chả bảo mình cần phải học đâu. Các bậc phụ huynh có thể theo dõi các ví dụ như tuần này là tuần 3 thì là học sẽ hết bài 3 từ 3A cho đến 3E, tuần sau là tuần 4 là bài từ bài 4A cho đến 4E. Cô giáo nhắc thì em không nhớ được. Nhắn 1-2 dòng lên đấy cho mẹ nắm được. Cô giáo nói thế khó lắm. Vâng, cô bỏ chút thời gian nhỉ. Vâng. Các bậc phụ huynh có ý kiến gì thì cuộc họp của các bạn có thể xin cảm ơn các bậc phụ huynh đã. Vâng.